Review nhanh gọn, bánh ăn liền siêu ngon. Mặc dù là bánh ăn liền nhưng nhìn hình thức của nó cực kỳ là đẹp luôn. Trừ cái mặt sau. Bánh mì này có lớp sốt trứng và chả bông phía trên, ăn siêu cuốn và ngon, quá là đã. Review nhanh gọn, múc ba nguyên mâm gà khổng lồ. Đặt xuống. Ê. Quá đã. Thôi được rồi, có còn hơn không? Tuy là gà hơi nhỏ nhưng vẫn phải like để lần sau có thêm ăn. Review nhanh gọn. Đừng ai gửi video này cho vợ mình. Thử đồ ăn của con khi vợ mình vắng nhà. Mùi vị nó sao sao ấy, kiểu mình không hợp tí nào luôn.